Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong video ngày hôm nay, ngày 3 tháng 5 năm 2022. Thì trong video ngày hôm nay chúng tôi tiếp tục cập nhật tình hình giao thông tại cầu Thủy Mai. Thì theo ghi nhận mới nhất của tôi ngày 3 tháng 5, thì hiện nay cầu Thủy Mai tình hình giao thông khá thông thoáng nha các bạn. Thì cũng đương nhiên bởi vì hôm nay là ngày 3 tháng 5 vẫn trong thời gian nghỉ bù, cho nên là người dân cũng như một số cơ quan, trường học sinh vẫn tạm nghỉ nha các bạn. Thì theo quan sát của tôi thì hiện nay cái tình trạng dừng xe tụ tập trên cầu để quay phim chụp hình đã được cải thiện, bởi vì ngay vị trí trên cầu thì cũng có một số anh em công an đã trực và nhắc nhở. Các phương tiện không nên dừng đậu tại khu vực trên cầu. Thì hiện nay vẫn chưa vào, vẫn còn đang thời gian nghỉ bù, cho nên là các phương tiện lưu thông khá thưa nha các bạn. Thì sau khi mà nghỉ bù xong thì chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật tình hình thực tế lưu lượng lưu thông qua cầu Thủy Mai để các bạn nắm bắt được. Thì sáng nay ngày 3 tháng 5 năm 2022, theo khảo sát chúng tôi thì cũng rất ít các phương tiện dừng đậu để mà tranh thủ quay phim chụp hình, tại vì ở đây cũng có một số anh em giao thông cũng có nhắc nhở túc trực và nhắc nhở thường xuyên về cái tình trạng tụ tập dừng đậu xe trên cầu là cải thiện rõ rệt nha các bạn. Qua đây chúng tôi cũng nhắn gửi đến các bạn trẻ cũng như là mọi người dân chúng ta mà muốn quay phim hay chụp hình để làm kỷ niệm thì sẽ nên tìm một chỗ gửi xe và đi bộ lên trên cầu theo lối dành riêng người đi bộ thì sẽ rất thuận tiện và an toàn. Hiện nay bên khu đô thị mới Thủ Thiêm các dự án vẫn chưa được hoàn thiện, cho nên là đơn vị chức năng đã chắn luôn rồi, không cho đi rẽ vào trong khu đô thị và chỉ đi thẳng ra ngã ba và về hướng cầu Thủy Một cũng như là về đường hầm Thủ Thiêm hoặc là ra Mai Thí Trọ để về hướng thành phố Thủ Đức. Thì sáng nay ngày 3 tháng 5 thì chúng tôi khảo sát thì khá thông thoáng nha các bạn. Các phương tiện là không còn dừng đỗ trên thành cầu đó các bạn. Đó. Bởi vì ở đây lúc nào cũng có lực lượng giao thông túc trực và nhắc nhở. Mai ngày 4 tháng 5 thì các cơ quan trường học cũng như là một số đơn vị đã hết nghỉ bù thì chắc chắn cái lượng lưu thông qua đây sẽ tăng. Thì chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật tình hình giao thông tại khu vực cầu Thủy Mai để các bạn nắm bắt được. Mời các bạn đến kênh và đón xem những video tiếp theo của chúng tôi.
thì hiện nay các bạn nhìn thấy đấy, lúc nào cũng có anh chú công an túc trực để nhắc nhở các phương tiện không nên dừng đỗ trên cầu, bởi vì rất là nguy hiểm đấy các bạn. Các phương tiện lưu thông qua đây cũng tốc độ cũng khá nhanh nha các bạn. Thì trong ngày mai thì cái lượng lưu thông chắc chắn sẽ tăng đột biến, bởi vì một số người dân cũng như là bà con hiện nay cũng còn chưa lên để làm việc, hôm nay là vẫn còn nghỉ bù các bạn. Thì sau khi mà chính thức đưa vào hoạt động, chúng tôi sẽ vẫn tiếp tục cập nhật tình hình giao thông tại khu vực này. Đây là cái nhánh chính đi thẳng ra ngã tư Lê Duẩn cũng như là ba Nguyễn Du nha các bạn. Thì ngã ba Nguyễn Du thì vẫn được rẽ trái, tuy nhiên từ hướng đường Tô Đức Thắng đi về vào đường Nguyễn Du thì là chỉ một chiều thôi các bạn. Thì các phương tiện lưu thông không đi ngược ra được nữa như xưa nữa. Thì hiện nay là đường Nguyễn Du nó một chiều đi vào rồi. Đây là cái hướng đi ngược lại, nhánh chính sang bên khu đô thị mới Thủ Thiêm. Còn cái phía bên phải thì là áp sát lên nhánh chính ra lại công trường Mê Linh nha các bạn. Thời điểm tôi ghi hình thì cũng là giao điểm, nhưng mà tuy nhiên là hôm nay là vẫn là nghỉ bù cho nên cái lượng thông khá thưa nha các bạn. Chủ yếu là một số người dân cũng như là bạn trẻ chủ yếu là đi để ngắm cầu Thiêm 2. Hiện nay cũng có lúc nào cũng có đơn vị chức năng túc trực trên cầu để nhắc nhở các phương tiện đi xe máy không nên dừng đỗ trên thành cầu. Để các bạn nhìn được khá thông thoáng nha các bạn. Trong quá trình ghi hình chúng tôi cũng có ghé thăm chú công an trực túc trực tại cầu Thiêm 2. Thì anh cho biết là cũng khá mệt mỏi bởi vì còn khá nhiều phương tiện dừng đậu tùy tiện, anh phải túc trực thường xuyên để nhắc nhở, bởi vì đây là cầu cũng mới hoàn thành nên là cũng nhiều người cũng muốn chụp hình quay phim để làm kỷ niệm. Tuy nhiên nếu mà dừng đỗ tại trên cầu để quay phim thì khá nguy hiểm nha các bạn. Thì các bạn cũng nên khi mà đến cầu Thủ Thiêm 2 tham quan cũng như là chụp quay phim chụp hình, các bạn nên kiếm cái chỗ gửi xe và sau đó chúng ta sẽ di chuyển lên bằng đi bộ lên trên cầu bằng cái lối lên xuống dành cho người đi bộ thì sẽ an toàn hơn. Thứ hai, lúc nào cũng có lực lượng chức năng như là công an túc trực để mà nhắc nhở các phương tiện không được dừng đậu tại trên cầu nha các bạn. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và đồng hành cùng tôi. Nếu cảm thấy video hay thì mời các bạn đăng ký kênh và đón xem những video tiếp theo của chúng tôi. Xin chúc tất cả các bạn cùng gia đình luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và bình an.